đâu. Hơn nơi con Giang Hồng Ngọc. Trời ơi, không coi phim luôn à. Tú ơi, cho anh bên Sài Gòn Daily hỏi chút xíu. Chụp đi. Rất là bất ngờ với cái sự thể hiện của Tú, rất là nhiều nước mắt trong cái phim này. Thì để đóng những cái phân đoạn mà khóc như vậy thì có khó đối với bóng không? Tất nhiên là nó khó, nhưng mà nó không phải là khó nhất. Tại vì khi mà cảm xúc quá, thì khi mà em nhận cái vai đó và khi đóng những cái phân cảnh mà khóc đó, thì thực sự lúc đó bản thân em không còn là Minh Tú nữa. Em đặt trường hợp em là cái nhân vật đó. Ví dụ như em gái của em bị bệnh như vậy thì em sẽ phải có cái cảm xúc như thế nào? Hoặc là một người em gái sợ rằng nếu mình mất đi thì sẽ sợ không ai chăm sóc một người chị gái thì nó sẽ như thế nào? Cho nên là em nghĩ rằng khó thì nó có rất là nhiều cái khó, nhưng mà từ cái khó thì nó mới ló ra cái khôn. Thực sự là coi rất là ấn tượng với diễn xuất của Tú luôn đó. Cái phân đoạn mà hai chị em á, có phải về lại nhiều không? Sao thấy xuất sắc quá vậy? Thật ra cái phân đoạn đó là phân đoạn có những cái phân đoạn mà quay rất là nhanh. Thứ nhất là đánh nhau. Thứ hai là phân đoạn khóc. Hai cái phân đoạn đó thì quay sẽ rất là nhanh. Tại vì khi mà quay những cái phân đoạn mà cảm xúc á, tụi em sẽ phải có một cái thời gian để mà lấy cảm xúc của mình. Và khi lấy cảm xúc của mình như vậy á, thì phải thực sự quay nhanh nhất. Tại vì khi mà anh khóc rồi á, khóc lại nó rất là khó. Nhưng mà trong cái phân đoạn đó thì cực kỳ khó. Bởi vì sao? Bởi vì một cái cảnh phim nó sẽ có toàn, trung, cực là ba. Và em phải đóng hai vai, có nghĩa nhân là sáu. Cứ quay hết người này khóc, quay qua người kia khóc, quay qua người nọ khóc. Mà mỗi người thì lại khóc một kiểu khác nhau. Ví dụ như Lá thì sẽ khóc kiểu đau xót, kiểu là sợ mất cái người em của mình. Nhưng còn May thì khóc cái kiểu bạn ấy là một cái người rất là mạnh mẽ. Bạn ấy đã đón nhận cái điều đó bằng cái việc là rất là lạc quan, kiểu là ai cũng sẽ phải chết thôi, quan trọng là người chết sống cái bụng cũng là chết. Nhưng mà bạn đó sẽ chỉ sợ rằng là nếu mà bạn ấy mất đi không ai chăm cái người chị đó, tại vì họ là trẻ em mồ côi. Cho nên là hai cảm xúc khóc nó hoàn toàn khác nhau. Đó là lý do mà trong cái mền thì Lá khóc dữ dội hơn May. Cái buổi mà đầu tiên á, Tú có nói là lo lắng về cái tật nói đớt của mình đó. Nhưng mà coi xong thì chắc là nó thành cái thương hiệu của Tú luôn, rất là dễ thương. Dạ thì có những cái khuyết điểm là em cũng rất là muốn sửa. Và trong cái quãng đường mà em làm sự nghiệp em cũng cố gắng sửa rất là nhiều. Nhưng mà có một cái hiện tại vẫn chưa có sửa được, đó là nói đớt. Và đôi khi bị liều lưỡi và cái từ vựng trong tiếng Việt của em nó không có nhiều. Nhưng mà em cũng hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới, nếu em có thời gian, chắc chắn là em sẽ tham gia vào một cái lớp mà để mình luyện nói tiếng Việt và phát âm tiếng chuẩn. Có những cái mình sẽ không thay đổi được, ví như là giới tính và nói đó. Với một câu hỏi nữa thôi là cái hậu trường hoa hậu trong phim á, thì nó phản ánh được bao nhiêu phần trăm cái thực tế hậu trường hoa hậu ở ngoài? Em nghĩ là 70-80%. Những cái tình tiết mà khi anh Lương Mạnh Hải lồng vào phim, đó là những cái tình tiết mà thực sự ở ngoài đời đã trải qua và đã có. Vậy đó hả? Và Tú đã trải qua những cái như vậy chưa? Ví dụ như là em từng chính mắt em thấy, tay em nghe và em biết chắc thông tin từ 85-90% cái điều đó. Ví dụ các váy nè, số thí sinh nè, vẽ quốc dạy nè, là những cái điều mà em trong 10 năm làm nghề của em đã biết là nó có. Còn những cái tình tiết kia, tất nhiên mỗi người sẽ nghe một câu chuyện khác nhau, nhưng mà em cũng đã từng nghe rồi. Rồi, cảm ơn Tú rất là nhiều. Hello Hải Triều. Đi phỏng vấn một câu đi Triều. Phỏng vấn một câu đi Triều. Hải Triều ơi, đối với cái vai diễn này khi mà mình đối với vai diễn này thì không biết là em thích hay không, nhưng mà em Minh Tú là rất là thích. Và Minh Tú giúp đỡ em rất là nhiều. Hai chị em xuất sắc quá. Bữa nay coi lại trọn vẹn thì cái cảm xúc của mình nó như thế nào? Thì thật sự ngay cả em với Minh Tú hai đứa ngồi kế bên nhau thì khi coi lại những phân cảnh của hai đứa thì thứ nhất là hai đứa sẽ nhớ lại những cái kỷ niệm quay
Thứ hai là nhớ là những cái cảnh mà bị cắt hết rồi, đạo diễn đã cắt hết rất 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 nhiều của tụi em rồi. Giống như những cảnh chạy xe ngoài đường là tụi em phải chạy từ 11 giờ cho tới 3 giờ chiều là nguyên một cái nắng buổi trưa tụi em hứng hết. Là những cái cảnh chạy xe đó rồi xong rồi khi coi lại là cả hai đứa đều bị sượng, giống như là tự coi mình diễn tự thấy quê nó mất cười không biết sao nữa. Mà nói chung là Minh Tú diễn quá xuất sắc thì mong rằng tất cả mọi người hãy đến rạp để xem Hoa hậu giang hồ để ủng hộ Minh Tú lần đầu tiên trên phim điện ảnh, và đây cũng là lần đầu tiên đạo diễn người Minh Hải ra một bộ phim do chính mình viết nữa, và đây cũng là gọi là lần đầu tiên mấy triệu đồng trai. Ok, cảm ơn thầy Triều. Trời mát xíu vậy, ca được. Em đánh giá tốt, tại vì em là nhà đầu tư mà. Khi mà em làm kịch bản rồi thì em mới đầu tư. Và em cảm thấy đây là một bộ phim mà nó có thể gần gũi với lại đời sống của mọi người. Vì nó là tình cảm chị em, nghĩ là nó rất là dễ gần gũi. Dây Quân với Huyền Thanh ơi, cho anh hỏi chút xíu về phim đi ha. Thì hai người xem xong thì có cảm thấy bất ngờ về chất lượng của phim này không? À, cái bất ngờ đầu tiên về cái tư cách là người diễn viên thì cá nhân em đánh giá là các bạn diễn viên trong phim tuy là đây là lần đầu tiên đóng phim nhưng mà các bạn làm rất là tốt trong cái khả năng của mình. Đặc biệt là khả năng là người diễn viên và người diễn viên nếu đóng một vai đóng hai vai như vậy rất là khó. Còn Huyền Thanh thì sao, có ấn tượng với lại nhân vật nào nhất trong phim? Cái nhân vật mà em ấn tượng nhất đó là nhân vật lá. Tại vì cái nhân vật lá thì mang lại cho Huyền Thanh cái cảm xúc rất là nhiều. Từ một cô nàng không phải là quá nổi loạn trong cái trái tim của cô ấy, nhưng mà do cái hoàn cảnh đưa đẩy, do cái cuộc sống mà cô ấy phải trở thành một con người khác. Nhưng mà ở cuối phim thì em thấy là cô ấy đã cho mọi người thấy được là một cái trái tim ấm áp. Và thấy em nói chung là mình cực thích cái nhân vật lá ở trong phim này. Rồi, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Đây là Chế Nguyễn Quỳnh Châu mọi người. Quỳnh Châu ơi, Quỳnh Châu cho anh hỏi chút xíu nha. Xem xong phim thì mình có tưởng tượng được cái nhân vật của mình nó như thế nào? Bây giờ coi lại cảm thấy như thế nào? Em thấy nhân vật của em dơ quá. Dơ quá. Đầu tiên thì nịnh cho cối, xong cuối cùng tại em mà bà Nhi bà không được hoa hậu nên là thôi. Nhân vật của em dơ, chứ không ác rồi, nó thiệt, nhưng mà nó dơ. Khóc bốn lần mà thấy cảnh đưa cái tình huống như vậy nó hơi bất ngờ đối với Dũng. Tôi nghĩ chỉ là một bộ phim rất là giải trí thôi, nhưng mà thật sự vừa giải trí mà tính nhân văn rất là cao, cho nên là Dũng surprise, rất là surprise, và rất là mong muốn là mọi người sẽ xem bộ phim này vì ôi bật bí được bật bí không. Dũng nghĩ là có đấy, ít nhiều gì đó, tại vì trong cuộc sống mà ai cũng sẽ cạnh tranh, với cạnh tranh rất là thông minh, nhưng sẽ có những từ cạnh tranh đằng sau thì cũng được, nhưng mà quan trọng là cái bộ phim này phản ánh được cái sự đó mà anh hãy dám đưa ra, và có những cái mà các khán giả như chị Phong, chị Hùng Đào cũng có những cái là vì họ cũng tin thì thật sự đây là một cái báo cháy. Hello Hoa hậu. Top 5 Hoa hậu đúng không? Nhưng mà chưa có giải. Và coi lại phim cảm thấy hài lòng không nè? Dạ, em coi phim cảm thấy rất là bất ngờ và hài lòng. Mặc dù là theo xuyên suốt với lại mọi người cũng rất là lâu, nhưng mà anh Hải lúc nào cũng có một cái bất ngờ trong kịch bản, cho nên là em coi cảm thấy rất là vui, và nhất là thấy mặt của mình lên nhiều nhất. Cho nên là cũng rất là vui. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Phim thì những cái tình huống, những cái kịch tính như vậy rất là có giá trị, nó sẽ thu hút cái sự chú ý của khán giả. Thì anh thấy những cái tính của nhân vật trong phim có giống với họ ngoài đời hay không? Những cái cá tính đó thì thật sự là hầu như là
mỗi người đều có cái tôi của mình, nhưng mà cái có lẽ là bộ phim thì có lẽ đạo diễn cũng làm cường điệu hóa lên để cho một sự chú ý của khán giả. Trong suốt bộ phim anh mới ấn tượng với nhân vật có lẽ là Minh Tú, bởi vì rất là bất ngờ khả năng diễn. Sài Gòn Daily hỏi đi xíu. Trang ơi, cảm xúc của Trang khi mà xem lại cái vai diễn của chính mình hôm nay như thế nào? Hôm nay là lần đầu tiên Trang xem những ngày của Trang, những ngày nhậm trọng luôn. Thì Trang thấy là trong cái phim này Trang vẫn hiền hơn Trang nghĩ. Hiền hơn Trang nghĩ. Trang nghĩ và Trang hy vọng rằng là mọi người sẽ đón nhận vai diễn của Trang cũng như vai diễn đầu tiên của chị Tú và bộ phim của Lương Bình Hải rất là nhiều. Và các bạn hãy nhớ ra rạp đón xem vào ngày 15 tháng 11 nha. Cảm ơn. Trang hài lòng như thế nào về cái phần diễn xuất của chính mình? Thật ra là Trang hài lòng được khoảng 6/10. Tức là cái mức độ kỳ vọng của mình vào vai diễn này sẽ nhiều hơn, mình mong mình sẽ có nhiều màu sắc hơn, nhưng mà không biết là cái đó là quan điểm của riêng Trang, còn các bạn sẽ đánh giá như thế nào thì các bạn cho Trang nhiều đánh giá với lại hashtag mà hội em hội Trang có thể đọc đánh giá đó nha. Rồi, cảm ơn Trang rất là nhiều. Alo quảng bá logo ra nha, logo và tiền của em. Ngày đầu tiên onset mày bớt ngố đi chứ không biết đâu bây giờ đi quen diễn web drama đúng rồi. Anh Hải ơi, cho em hỏi chút xíu thì cảm xúc hôm nay của anh như thế nào khi mọi người đón nhận phim rất là tốt? Thì thực ra là hôm nay rất là vui bởi vì là không nghĩ là mọi người yêu thích cái bộ phim này đến như vậy. Bởi vì là thực ra mọi người xem trailer có thể hình dung cái bộ phim nó khác, nhưng mà khi mà vào rạp xem thì cái bộ phim này nó có nhiều hơn là cái tên phim của nó. Và như vậy Minh Tú nói đớt cũng thấy ok đúng không? Đúng rồi, cũng rất là nói chuyện. Thì khán giả sẽ rất là... Không, thì bởi vì thực ra cái ba cái cô giang hồ này thì làm bất cứ cái gì mọi người cũng có thể tin được, kể cả là nói đớt hay là kể cả nói tục hay là kể cả hơi lỗ mãng một tí thì cái đấy là cái tính toán của kịch bản rồi, thì để cho các nhân vật nó sinh động. Không nghĩ là Minh Tú lên lại quá ra tài đạo diễn. Ok, cảm ơn mọi người nhé. Yeah. Anh chạy